Sáng ngày 20 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Tại buổi lễ, các vị đại biểu cùng các thầy cô giáo và các em học sinh nhà trường đã có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang 41 năm Ngành Nhà giáo Việt Nam, sự nghiệp chồng người nói chung, ôn lại những chặng đường lịch sử giáo dục hết sức vẻ vang của nhà trường nói riêng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, phải học tập tốt, lao động tốt, cố gắng mãi, tiến bộ mãi. Năm học 2022-2023, chất lượng thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường đạt 100%, có học sinh đạt thủ khoa khối C00 của tỉnh, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2023 đạt 100%. Hầu hết các em học sinh đều đỗ nguyện vọng 1. Trong nhiều năm, nhà trường đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, chào mừng Ngành Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, kết quả có 54 cán bộ giáo viên xếp loại A trong đợt thi này, 21 giáo viên dạy giỏi cấp trường, trên 200 em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường. Về chuyên môn, 100% giáo viên đạt từ loại khá trở lên, nhiều thầy cô có thành tích đáng biểu dương trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Kỷ niệm Ngành Nhà giáo Việt Nam không chỉ là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh sự học, tôn vinh những người đã và đang góp công sức, trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp chồng người, mà còn là dịp để thầy và trò Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với những người làm công tác giáo dục, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của ngành giáo dục đào tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển. Đây cũng là dịp để các thế hệ học trò Trường Trung học Phổ thông Tân Lạc nói riêng bày tỏ tình cảm, kính trọng, lòng tri ân sâu sắc đối với các thầy giáo, cô giáo.